mẫu cỡ mang bận đây, hôm nay sale 199.000 luôn cả nhà. Đẹp nha, chất đẹp form đẹp luôn á. Em sale là lấy tương tác thôi, chứ không phải là mấy chị nghĩ là ồ đồng sale là nó có vấn đề gì là không có. Mấy chị ơi, đẹp từ form tới chất này. Họa tiết khẩu cẩn này lạ ha. Rồi lên đơn 1526 cho em đi cả nhà, xinh lắm. Cái màu này mặc đi đâu cũng thấy đẹp luôn. Nền là màu xanh đậm nè, có hoa văn màu. Tổng thể cái màu này nó cũng thuộc về cái dạng là nhẹ nhàng, chứ không phải là kiểu lè lẹt đâu. Nên các chị mình yên tâm cho em, không có sợ là bị kén da nha. Rồi 40-65 với chị Ngọc Hân. Em hết size L. Em còn 3 size cuối cho mẫu đồng sơ mi này là size M, size XL và size 2X. Đó 3 size thôi, 3 size cuối cùng hết là bỏ mẫu luôn. Trời cái form nó không có chê được luôn á mấy chị nè. Xếp ly toàn bộ phần chân váy nha, phía trước xè phồng ra che bụng tốt giúp em, đằng sau thì ăn gian vòng ba cho chị nào có vòng ba kim tốn. Rồi một cái size 2X cho chị Trang Quyên ạ. 1526 và kèm sổ giúp em nha. Rẻ không? 199.000. Ở đâu cho mấy chị nguyên cái đầu sơ mi như em vẫn không, làm sao có được. Bao giá luôn. Em này vải cát nha, mềm lắm mấy chị coi nè. Qua cái màn hình điện thoại là thấy được cái độ mềm rồi nha. Mặc lên là còn mê hơn nữa. Chất nhẹ nè, mặt mát và nó không bị xuyên thấu. Tuy là mẫu này một lớp nhưng các chị yêu coi em bận nè, không hề lộ hàng ha. Thì nhận hàng cũng sẽ giống như vậy cho em. 199k chị Bảo Hân ơi. Sale trên live không sale tại shop nha. Nhiều khi mấy chị khách thấy đẹp, rẻ, chạy qua cửa hàng mua. Qua shop thì hơn 400. Em có báo rõ là chị sale trên live thôi. Nên nếu mà có vô tình xem trúng bài live này rồi thì mình nhanh tay soạn mã cho em luôn. Đây là 1526 và nhớ kèm cho em cái số điện thoại. Shop sẽ tư vấn size và giao hàng đến tận nơi. Các chị không cần đi đâu hết. Ngồi nhà đặt đơn giá còn tốt hơn là qua shop mua nữa. 199.000 đồng. Sau lưng khóa ẩn cho em nè. Chất mềm ha. Cái này là nó xè nhiều á, mà tại vậy nó mềm mất nên mình thấy không, nó rủ xuống như nè. Chứ thật ra là nó xè gấp đôi những cái chân váy bình thường khác luôn. Chị Trúc Bùi ơi, có đơn chị đặt mã giúp em đi. Em còn 3 size nè. Chị bao nhiêu cân nè? Bây giờ nha, trước tiên mình đặt mã kèm số cho em đi, số điện thoại á. Rồi còn size số bao nhiêu thì bên em sẽ tư vấn sau, cái đó không sao. Trước tiên mình phải có mã số cho em cái đã. 1526 là sơ mi thổ cẩm em mang M, XL, 2X. Đó, tạm thời bây giờ chị nào cái số đo của mình là dưới 65 cân thì mình đặt đơn ha. Có 199.000 mấy chị. Thật luôn, khi nào 5-700 phải suy nghĩ. Chú Nguyên cái đầu sơ mi hàng trung niên thiết kế mà có 199k. Quá rẻ chứ còn chờ chi mấy chị ơi nè. Rẻ hơn một áo sơ mi ngoài kia bán nữa, xè xinh ha. Cái màu này nhẹ nhàng lắm, không lo kén da nha. Da trắng da ngâm vẫn mang đẹp cho em. Rồi 199k cho chị Hạnh Phúc ạ. 2XL còn không em? Không, em còn 2X nha. Đặt liền chị, đang sale 199k nè. Ngay trên bài like này, khách nào chốt em vừa có giá sale từ 450 là giá tại shop. Ở trên live em sale có 199 thôi. Thử trừ cho em đi mấy chị ơi. Em thấy nhẩm nhẩm là đâu đó tiết kiệm phải nửa giá luôn á. Phải hơn nửa giá tiền cho em ha. Mà còn hỗ trợ luôn cả phí ship. Thành phố ship 20.000 đồng, ship tỉnh chỉ có 30.000 đồng thôi. Cho chị đằng này gộp đơn nha em. Rồi chị đăng lên ơi. Mình ghi cho em là 1526 cộng số điện thoại. Hoặc là nãy có chốt số rồi thì bây giờ ghi 1526 gộp đơn vậy cho nó dễ nha, dễ hơn. Nhưng mà em vẫn khuyến khích các chị là bình luận mã kèm số để nó không có bị ẩn cái đơn đặt hàng của mình ha. Rồi chúc cho chị Huyền Thu nè, chúc cho chị Thúy Bùi luôn 199k rẻ vậy em. Dạ đời hôm nay em sale tri ân, ngày hôm nay em sale tri ân chứ thật sự 100 mấy làm sao mà may được cái đầm giống em đó. Đầm này là đầm thiết kế nha, tem bạc nhãn mát đầy đủ, form là form xè dài nè. Đầm này không có kén dán mọn đâu mấy chị. Quan trọng là mình thích cái kiểu này hay không thì mình đặt liền cho em thôi. Chứ mình tròn người hay ốm người thì không là vấn đề nha. Em có size mà 40-65 cân nè, bụng tròn bụng to thì lại càng nên chọn cho em. Khoái này xè phồng che nhiều. Rồi 1526 cho chị Ngọc My ha. Ai lấy đầm em mang nhớ đặt trên like để được giá 199k nha. Thêm một mẫu đầm sơ mi hoa nữa đây. Trời ơi, hổng giờ mấy chị chờ đầm hoa đúng không? Này về mẫu này xuất sắc không mấy chị ơi? Không muốn công chờ đợi luôn ha. Cái màu này là ai cũng mang hợp nè. Giá cũng rẻ nữa. Cả một em đầm sơ mi nha. Đi đâu cũng đẹp. Chỉ có 349.000 thôi. Lên đơn mã số giúp em. Đầm này là 1586 và kèm trên cái số điện thoại. Em đang bận đây là size M đây. Mình xem cho em cái form nè. 4 size nha. M, L, XL và 2X. Tối đa là vẫn như bình thường cho em với 65 cân. Và em đây là em 50
cân, em đang mặc size M. Và màu nè, các chị coi cái màu đẹp ha, màu nó hơi hoa, nó hơi cam cam phớt phớt các chị, hồng hồng cam cam á, không có bị sến đâu. Màu này xinh nè, rồi nền màu đen mặc lên cũng gọn dáng cho em nữa. Được chị yêu ơi, em 74 lấy cho em mẫu này size L là ok đó. Chúc 1586 cho chị Minh Lê nha. Có 349 à. 300 mấy bây giờ mình cầm đi chợ mua khúc vải thôi, chưa đủ tiền tông may. Đó, còn em may thành phẩm cả cái đầm luôn, form dài. Nguyên một cái đầm sơ mi chứ không phải là cái áo được mấy chị, form xè dài ngang bắp chân. Với em này các chị mang đi đâu cũng lịch sự hết, đi chơi đi làm đều đẹp luôn. Thậm chí em thấy nó cũng rẻ hơn là một cái áo sơ mi ngoài kia bán nữa ha. Có 349 à, đi đâu cũng đẹp nha. Lên đơn cho chị Minh Trang à. Một cái size L cho chị Tuyết Nguyễn nè, rồi lấy đầm em mang lên đơn là 1586. Mình chốt mã kèm số cho em nha. Chị nào mà đặt thiếu bổ sung cho em liền đi. Chưa có mã thì bổ sung mã. Đầm em mặc là 1586. Còn chưa có số điện thoại thì mình nhớ bình luận liền nha. Em còn alo tư vấn được với chị. Chọn size nè, có size vừa rồi mới bắt đầu là xin địa chỉ giao hàng. Mấy ngày nhận được em thường á, tại vì hàng em may sẵn rồi ha, nên là thường khoảng tầm là 2 đến 4 ngày cái sẽ nhận hàng nha. Em này chất von mát lắm chị. Tìm loại vải nào mà mềm mát thì mình có thể tham khảo von lụa nhà em rất là mát nè. Cái này là von nè, nó nhẹ lắm, có lắm ở trong không mỏng nha, mà mặc lên lại rất là nhẹ nhàng. Đây, giống em mặc không có chị coi nè. Trời ơi, như nè mà còn lo gì nữa. Mặc sau là giao vậy cho em ha, nhận hàng kiểm tra luôn. Đây, size em cầm là size 2XL, tức là trên tay em sẽ là dành cho chị nào 60-65 cân. Đó, còn em mặc là size M là 50 cân nè. Tùy vào số đo mỗi chị thôi, em chọn cho mình cái size phù hợp là được nha. Rồi sau lưng khóa ẩn, đầm này hai lớp xè dài có túi cho em. Đẹp mấy chị ơi, chất đẹp, form đẹp, không có gì để chê luôn. Giá lại rẻ, có 349 ngàn thôi. Mặc đi làm được không em? Được chứ chị, thường sơ mi là mặc đi chơi, đi làm gì cũng được cho em ha. 40 cho tới là 65 cân đẹp, hàng có sẵn nha. Đặt em giao liền đó, em cầm cho mình coi cái size 2X rồi ha. Còn em mặc lại cái size M nè. Xuất sắc mấy chị ơi, mua em này về mặc đi chơi cũng xinh, đi làm cũng đẹp lịch sự, màu không lè loẹt nha. 40-65 cân vừa nè. Eo 72 lấy cho em size L chị nha. Cái tay nó có nhúng nhẹ nhẹ cho mình ở đây ha, bóp tay to vẫn vẫn ok cho em luôn. Nè, cái hoa nó nhỏ nhỏ xinh xinh không? Cái màu này em thấy dễ mang quá trời luôn á. Rồi eo cao, vong xè không lo lộ dáng. Mẫu này là nó cũng che khuyết điểm khá là tốt. Đem đứng nghiêng các chị coi nè, cái độ phồng xòe của nó vẫn đủ che được cái phần bụng cho mình ha. Rồi 349 ngàn chị ơi, đặt liền cho em nha. Mã kèm số 1586 và kèm số điện thoại cho em, giá sẽ là 349 ngàn đồng. Và duy nhất em chỉ chốt cho khách nào đặt trên live thôi, ngoài live không giảm nha. Chị nào qua trực tiếp shop thì vẫn hơn 400, còn khách nào mua trên live này em sale bao nhiêu ạ? 349 thôi, đâu đó là cũng tiết kiệm được phải tầm cả 100 ngàn rồi. Mà em còn hỗ trợ phí ship cho các chị mình nữa. Thành phố ship 20, ship tỉnh là 30 ngàn đồng. Chúc 1586 cho chị Ngọc Minh nha. 2XL, eo chị là 83, bộ đồ không sót. Thoải mái chị ơi, eo 85 cũng được nha. Rồi lên đơn để em tư vấn nè. 1586 kèm số điện thoại cho em, hai lớp phong đầm xè có may kèm túi nha. Nhớ đặt liền cho em mấy chị ơi, tổng đơn 600 em re-ship cho mình ha. Hồi em mặc đây có mã số là 1312 nha. Trời ơi, best seller nhà em. Mà đẹp đúng không mấy chị coi nè, form là form dài, hàng chất lượng nha. Vậy chứ form mềm mát, có full size mà giá lại rẻ nữa, thì hỏi sao mà không best seller cho được. 40-65 cân vừa cho em. Chị Mỹ Uyên ơi, váy này đi tiệc sang nè, có 299 à. Nghe cái giá xong là em thấy là thật sự chị nào cũng nên mua một cái luôn á. Không phải là 5-700 ngàn nữa mà mình phải suy nghĩ ha. Nguyên một cái đồng dạ hội thời trang trung niên cao cấp, em đưa giá có 299 ngàn, mấy chị thấy cái giá ổn không? Rồi ổn thì đặt liền cho em nha. 1312 kèm số điện thoại. Vải gì vậy em? Cái này là vải chiffon mấy chị, hàng dạ hội vải chiffon ha, mềm mát. Em đứng xa mình coi nha, cái dáng nó sẽ dài tới cổ chân nè. Rồi vải mềm lắm, dễ tên thôi. Hai lớp nè, nhẹ nhàng chưa, mặc không hề nặng người xíu nào. Em thích cái mẫu này ở cái chỗ là cái tay nó len len, nhìn rất là nữ tính luôn. Cái tay kiểu này mình chụp hình để sao nó cũng đẹp hết trơn á. Lên đơn 1312 chị Quế Anh ạ. Eo 81 được không em? Được. Đầm này của em eo tầm 86. Eo tờ cỡ 84-86 quay đầu là cái chiêu của em mang đẹp nha. Nhớ lên đơn liền. 299 ngàn đồng chỉ chốt cho khách mua trên live ngày hôm nay. Còn ngoài live là không giảm giá. Chị nào mà đang coi live stream thấy ồ cái đầm đẹp nha, thấy giá 200 mấy chạy qua shop mua là không có được với chị ơi. Qua shop đầm này 550. Đó, chị nào qua trực tiếp cửa hàng em, mẫu dạ hội
một chiếc phone màu xanh này, xanh đậm nha, xanh đậm không kén da, giá tại shop đang hơn 500.000, trong khi mình ở nhà coi livestream bao nhiêu 299, trừ thử giúp em coi là hôm nay mua tiết kiệm bao nhiêu tiền, rẻ ơi là rẻ luôn á. Tay lỡ nè, rồi form là form dài, cái này có túi nha mấy chị nè, em may kèm hai túi ha, form dài bên trong giúp lót không mỏng luôn, cái dáng thước tha cực kỳ luôn. Chốt 1312 cho chị Tuyết Mai à. Rồi cái này đi tiệc đẹp chị, cưới hỏi này kia nè, chốt cái này cho em ha, sự kiện đám tiệc này kia, mặc cái này không làm tâm điểm thì thôi luôn á. Mình nhìn xem cái hoa văn đi, cái nền nó màu xanh đậm mà cái hoa văn phối màu cam cam vàng vàng, không thấy xuất sắc không? Em này mặc là đủ sáng da, đủ nổi bật cho em mà lại không ở mức gọi là quá lè loẹt nha, rất là vừa đẹp luôn mấy chị ơi, giá chỉ có 299 thôi. Mình có thể mua thử trải nghiệm mà, khi mà mua bán nhà em ha, được tư vấn size trước khi giao, mình còn được kiểm hàng trước thanh toán. Ở đâu cho mình một cái đầm dạ hội trung niên mà giá tốt như này, mua thử nhà em đi, chắc chắn là không làm mấy chị thất vọng. Size từ 40 tới 65 cân em có đủ size luôn. Chị Kim Xuyến có đơn và mẫu mới chị, lâu rồi mới về dạ hội đó, không phải là lô nào cũng có dạ hội đâu, nên chị nào mà đang tìm những cái váy như này thì mình tranh thủ giúp em ha, tại vì đợt sau thì em không hứa trước. Mỗi đợt hàng về kiểu nó khác nhau, không hứa trước, hứa trước là không về kịp cho mấy chị nữa. Đó, bây giờ có sẵn cái nào thì mình đặt cái đó trước giúp em ha. Hôm nay tổng đơn 600 được miễn ship với chị Hạnh Dung. Em mang thì có 299 nè, đây là một đầm này chưa đủ điều kiện, nhưng mua có thể mua 2 đầm, 3 đầm. Mình gộp đơn cho em 600 em miễn ship nha. Chốt 1312 chị Miễn Ngọc à, lên đơn mã kèm số giúp em nha. 1312 em đang mang nè, dài đẹp ha, thuốc tha lắm. Mà cái vải này nó ít bị nhăn lắm mấy chị, mặc mấy cái này đỡ tốn thời gian gũi đồ luôn á, đỡ nhạt, đỡ nhăn nhầu, đỡ gũi nhiều. 1312 cho chị Ngọc Liên ha. Rồi form dài maxi sau lưng sẽ là khóa kẻ bẩn cho em nha. Thiết kế cổ tròn nè, tay loe cho mình đang xuất sắc mấy chị ơi. Đầu tư em này đi xứng đáng đồng tiền luôn. Mua mặc đi đâu cũng thấy sang cho em hết. Chiếc eo cao nè, mặc lên cũng giúp mình trông ăn gian dáng người nữa ha. Rồi 1312 cho chị Kiều Quyên nha. Váy này đẹp, chị mới nhận hàng, em cảm ơn chị Giang Trần rất là nhiều luôn. Đó, chị nào khách mới mình thử đặt niềm tin một lần đi, em chắc chắn là các chị sẽ còn quay lại mua lần 2, lần 3 khi đầm đẹp và giá quá rẻ. 299.000 cho chị Bích Phương. Giá này chỉ dành cho khách đặt ngay trên buổi live ngày hôm nay của em. Còn qua bài livestream khác hoặc mua tại shop thì không có được ưu đãi như này nha. Đó, vô tình coi live các chị yêu đặt luôn ha. 299.000, mã số là 1312, nhớ kèm số điện thoại cho em nha. Bác đi làm, đi chơi, đi tiệc đều đẹp luôn mà giá chỉ 149.000 thôi cả nhà ơi. Tranh thủ nha, bài like này em xem trong thời gian 4 phút nè. Trời ơi, xuất sắc mấy chị ơi, cái này mặc đi đâu cũng đẹp cho em. Đi chơi cũng đẹp, lịch sự học, sang quá trời sang nè, đủ đẹp để các chị mặc đi chơi đi tiệc. Mà vẫn lịch sự kín đáo để mặc đi làm luôn. Dạ màu này hả chị, màu này nó dạng như hồng hồng cam cam, màu da da nữa. Nói chung em này cái màu rất là lạ, không có sợ là bị kén da nha. Rồi đang sale nha chị Nhung Phạm ơi, nhớ chốt ở trên like cho em, ngoài like không giảm giá. Thật sự hôm nay em để giá 149k là em đã lỗ vốn lắm rồi. Ở đâu cho các chị một cái đầm vest thời trang trung niên, hàng đủ size, vải đẹp cho em. Vải này là mango gần nha mấy chị ơi, xịn lắm, chất mát lạnh luôn. Đó, nhà nào bán cho mình trăm mấy không? Sao có được. Em sale hôm nay là chỉ đổi lấy cái lượt chia sẻ thôi. Chị nào ưng ý mình soạn mã liền giúp em ha. 1496 kèm số điện thoại. Vậy thôi, quá dễ luôn, quá đơn giản để mà có đồng đẹp bận luôn. Trong khi là em có đủ size mẫu này, chứ không phải là còn ít hay là 1-2 size cái để mà chốt cho mấy chị đâu. Size nào cũng có. Khách nào đặt liền trên line này của em, mã kèm số nha, mã kèm số điện thoại, rồi cái số đo là dưới 65 cân ha, miễn sao dưới 65 cân hoặc eo dưới 84 quay đầu là em có đơn cho mình. Nhưng mà nhớ đặt sớm nha, chứ em sale giá này là mấy chị biết nó nhanh cháy hàng dữ lắm. 1496 cho chị Cherry Ngô nè, chị Diễm Thùy có đơn. Eo 77 lấy ít lồ chị, có đơn nha, có đơn cho em. 1496 kèm số điện thoại nha, hàng mango gân chất siêu đẹp cho em, vải hiếm lắm. Nguyên cái lô hàng này luôn, có một mình cái đầu vest em mang là chiếc mango gần thôi. Mà cái màu này hay mấy chị, nó không có quá sáng cũng không quá tối nha, tức là mình da trắng hay da ngâm gì là em thấy mang cũng đẹp đó, không có sợ kén da, mà đặc biệt là cũng không hề kén tuổi luôn. Mình trẻ mặc cũng thấy đẹp, không có bị trông là dừ tuổi thêm, mà những chị nào trung niên mặc lại sang nữa đó. Có 149.000 thôi chị Hiền ơi, sale rẻ. Thế giới thiệu cái đầm ha, xuất sắc quá trời, nhìn cái đầm đẹp quá trời. Nghe giá 149 tự nhiên cái thấy nó sai sai đúng không? Rồi nhanh tay em tư vấn cho mình luôn ạ. MLXL2X nha, mua này đi tiệc mấy chị ơi sang nè.
nếu mà thấy nó chưa đủ nổi bật rồi đúng không, kết hợp thêm phụ kiện cho em, cài áo, thắt lưng, trang sức phụ kiện vô. Còn ai gu đơn giản nhẹ nhàng cho em thấy mặc như vậy là cũng đã quá đẹp luôn rồi. Phía trước là có hàng cúc nha, đó 62 kênh lấy 2X giúp em ha. 1496 cho chị Harry Nguyễn nè. Rồi L77 được không em? Được, em là 7 lít L, em nhớ có trả lời chị rồi nè. L77 nha, lấy sao em là size XL. Rồi tối đa cho em mẫu này là L dưới 84. Bây giờ chị nào đang xem bài like này có số đo nha 40-65 L dưới 84 thì mình đặt liền cho em cái đã. Chốt trước cái mã số vô cho em nha, là 1496 kèm số điện thoại. Chứ để một hồi nữa em like xong rồi nó về giá cũ đó. Đợt này đang sale trên like có 149.000 đồng thôi, quá hết rẻ luôn. Nhất là những chị nào khách mới, chị nào chưa từng mua váy nhà em thì đây là một cái giá quá hời để mình có thể gọi là mua trải nghiệm sản phẩm ha. Hàng đẹp từ phong tới chất, không có gì phải lo. Like như nào nhận giống vậy luôn. Hỗ trợ cho các chị yêu của em là xem hàng trước thanh toán. Nè cái form đồng nè, dê được chỗ nào mấy chị ơi, chất đẹp, form đẹp như này. Cái màu nó không phải kiểu lè loẹt đâu, nên là da trắng da ngâm gì mặc được cho em hết. Khách em nhận màu này đều khen. Mấy chị khách đã nhận hàng rồi là đều khen hết trơn á. 1496 cho chị Thu Huyền nè. Rồi chị Ngọc Vi có đơn luôn. Ai chưa có màu em mặc đây nhớ đặt liền ở trên like nha. Ngoài like em không có giảm giá cho mình được đâu. 149.000 chỉ dành cho khách đang xem bài livestream này của em. Chốt đơn 1496 kèm số điện thoại. Em còn 10 giây cuối cùng cả nhà ơi. 2XL em bao nhiêu shop? Em dưới 85 chị. 2X mẫu này em 84-85 quay đầu cho em là bậc đẹp nha. Chị yêu nào chưa có mẫu đồng vest này đặt liền em tư vấn cho mình luôn. 1496 kèm số điện thoại. Hết là bỏ mẫu chứ không có về thêm nha. Tranh thủ đặt sớm nè. Trên 1548 hôm nay còn đúng 2 size cuối là ML, số lượng cũng không nhiều nên là em sẽ đặc biệt tri ân cho các chị yêu luôn ha. 199.000 thôi cả nhà. Nguyên một cái đồng ren trung niên cao cấp luôn, ren mềm không ngứa mà hoa văn đẹp nữa mấy chị coi. Xịn chưa? Đây cái tay của nó này thấy cái hoa văn rõ ha. Rồi hai size cuối này của em sẽ dành cho những chị nào là dưới 55 cân nha. Eo dưới 75 là cái chịu mang đẹp. Nhanh tay lên đơn để có giá 199.000 nè. Em chào chị Nguyễn Yến ha. Không có về thêm nha mấy chị ơi. Nhiều khi mình thấy là ồ cái đồng đó đẹp nè, chờ em may thêm cái size của mình để chốt luôn thì không có. Tại vì mỗi một mã số hoa văn là chỉ vé còn lần hàng thôi. Đang thấy em sale nè, lễ size là biết cái mẫu này là sale bỏ mẫu luôn. Chứ không có quay lại. Sắp tới em sẽ về thêm, nhưng về thêm là kiểu khác, hoa văn khác chứ không phải là cái mẫu này. Đó, vô tình chị nào mà ưng váy ren của em cũng như là mặc vừa cái size em đang có nha, là M với L, thì mình nhanh tay đặt luôn. Em giảm có 199 à. Bình thường là hơn 300, like trước em bán là phải tầm 350. Mẫu ren này của em like trước là 350 nha. Nè form xòe cho em bên trong đứt lót. Nay sale có 199k thôi, rẻ ha. Đó, lên đơn liền tay nha. Form xòe nhẹ nhàng xinh chưa. Cái dáng này thật ra nó không có xòe bồng quá đâu, nó chỉ hơi xòe nhẹ chữ A thôi. 1548 cho chị Mai Trần luôn ạ. 2X hả chị? 2X em không có về thêm chị ơi. Cái mẫu này là còn đúng 2 size ML. Đây M là size em bận nè. Em bận size M nè, em dưới 70 là size M em bận nè. Đó, còn size L là em dưới 74-75 thôi. Size lớn em hết rồi. Size lớn mình nè, xem mẫu khác được không? Em có đồng ren size lớn nhưng mà kiểu khác chứ không phải kiểu này nha. Ok thì xíu lên cho mình coi thử hả. Rồi 1548 kèm số giúp em ha. Đang sale 199.000 thôi. Chắc chắn với cái chị luôn là sale 100 mấy, nhưng mà nhận hàng cái đồng chất lượng khỏi bàn. Thật sự bình thường bán 300 hơn, khách em còn đang bảo rẻ quá. Hôm nay sale có 199 tức là mấy chị cũng bất ngờ nha. Tại vì em cũng còn bao nhiêu cái cuối này là tri ân cho khách thôi. Đó mấy cái cuối này là coi như sale tương tác nè, lấy giá gọi là giá làm quen ha. Ok chị Minh Thùy lấy size L ạ. 1548 kèm số giúp em nha. Lên đơn trên like để được sale ha. 199.000 đồng duy nhất chỉ dành cho khách xem livestream, không áp dụng giá này tại shop. Vô tình chị nào mà xem được like mình đặt luôn, em sale giá 199, mã số đồng đang mang nè. Còn mà qua trực tiếp cửa hàng em thì vẫn hơn 400. Qua trực tiếp shop giá khác nha. Ở nhà coi livestream không cần đi đâu thì lại được chốt cái giá tốt hơn, thì thôi về ở nhà đặt hàng đúng không, cho nó dễ. 40-55 kênh vừa. Chị Vi Trần, eo chị 72 size mấy em? Size L đi chị. Eo 72 chút size L giúp em nha. Tối đa được eo cỡ 75. Đồng em mang tối đa eo cỡ 74-75 nha. Hai size cuối ạ, ML. Chút đơn trên like em giảm chỉ V
với 199.000 đồng thôi. Nhanh tay với chị ơi, ít lắm. Hai size cưới này em còn mỗi size cũng chỉ có vài chục đơn thôi. M và L nha, 199.000. Chúc cho chị Ánh Trinh ạ. 2XL còn không em? Không chị ơi, em còn size ML nha. 1548 ren xòe, ren xòe chữ A. Thật sự cái dáng này là không có sợ là bị kén đâu nha, không, tức là cái chị mình tròn người, mình ốm người vậy đó mà cũng được. Quan trọng là cái số size vừa hay không thôi. Chứ cái form này thì dễ mang lắm, miễn sao dưới 55 đi, dưới 55 cân cho em mình đặt đơn được nè. Ờ chị Ngân ơi, đầm em mang là 199.000 nếu chị mua trên live này nha. Duy nhất bài live stream này em đang sale là 199. Còn mà ngoài like nha, ngoài like ví dụ như mình mua trên hình ảnh nè, mình mua trên một bài like khác hoặc là mình mua tại shop thì vẫn hơn 400 nha. Còn ngay bây giờ luôn ha, lên đơn mã số giúp em 1548 kèm số điện thoại 199k được mấy chị. Đẹp nha, mẫu này mặc đi đâu cũng xinh hết, đi chơi, đi làm, đi tiệc đều đẹp. Cái màu đen mặc nhìn nó gọn người ha, không có sợ lộ khuyết điểm. 40-55 cân cho em là vừa nha, sale luôn 199k thôi ạ. Siêu phẩm đây cả nhà ơi, một em váy dạ hội đi tiệc với chất liệu là ánh kim ha, lấp lánh mà cái vải của nó nè, co giãn cao nha. Rồi em đầm này của em sẽ có size từ 40 cho tới là 70 cân đó, mấy chị size lớn lớn á. Hổng giờ mấy cái khác hổng vừa thì nay em bù lại cho mình một cái đầm mà nó quá đẹp luôn, giá rẻ nha. Cả một cái đầm dạ hội nè, 369.000 duy nhất trên line này của em. Chị yêu nào ưng ý soạn mã liền tay là 1603 kèm số điện thoại, form là không chê được luôn mấy chị. Cái chất nó cũng đẹp nè. Về form thì các chị thấy đây ha, 1603 em mang sẽ là dáng dài dạ hội nha, dạ hội là phải dài rồi đó. Và thân đầm của em đây là toàn bộ họa tiết sẽ là kim tuyến ha, lấp lánh với trên mặt phải luôn. Rồi ngọc trai mấy chị coi nè, xuất sắc hơn em này mà giá thị trường nha, 1 triệu hơn có. Nhà em xem bao nhiêu ạ? 369.000 đồng thôi. Đây một cái giá phải là quá rẻ trong tầm tay luôn, để có thể gọi là chốt được của em đi tiệc hàng trung niên sang chảnh luôn á. Hello chị Ngọc Nguyên nha. Dạ được chị, được kiểm hàng vô tư, nhà em bao chất lượng luôn nè. Livestream như nào là khách nhận sẽ giống nha. Rồi lên đơn mẫu váy này giúp em đi, 1603 kèm số điện thoại. Không đẹp em không lấy tiền luôn, có túi nè, có túi luôn nè, coi giãn này chị, tầm 70 cân có thể vừa nếu mà chị cao một xíu ha. Cái này nó cũng tùy vào cái dáng người nữa. Trước mắt mình đo giúp em đi cân nặng chiều cao số đo 3 vòng. Đối với đầm dạ hội ánh kim em mặc đây á thì nó có coi giãn nè. Đó nên là nó sẽ hơn những cái size bình thường kia. Những mẫu khác eo 84 thì đầm này eo có thể lên được eo 90. Đây, mình đo cho em nha, cân nặng chiều cao số đo 3 vòng. Nếu eo dưới 90 thì có thể lên đơn cho em liền ha. Chốt đơn à, bên em sẽ có nhân viên là chốt đơn cho khách nè, tư vấn size nè, sau khi mà chọn được size rồi em sẽ giao hàng đến tận nơi ha. Chỉ với 369.000 đồng có ngay một em đầm dạ hội trung niên cao cấp rồi. Và mẫu trên line như nào là chắc ăn khách nhận là phải giống nha. Để mình cứ ngắm cho em ở trên live đi nha. Em mặc trên này là 19-10 với ở ngoài rồi đấy, các chị không phải lo nha. Form dài cho em ha, đủ size tới 70 cân luôn. Và em mặc là size M chị Tố Huyên ơi, 1603 em mặc đây là size M nè. Size M mình nhìn thấy em mặc là nhìn nó cũng vừa đúng không? Nhưng mà thật ra là nó có thể co giãn hơn nữa. Đây, size M eo 74 cũng được luôn các chị. Em mặc là eo 70 là nó cũng vừa đẹp rồi. Còn eo 72, 74 thì nó cũng sẽ co giãn theo ha. Tùy số đo nha, tùy số đo em tư vấn sau ạ. Chị An Trần chốt 1603, chị Mỹ Lệ có đơn. Không có màu khác chị ơi, em chỉ có màu, màu này là màu vàng đồng nha, màu này đẹp. Trong tất cả cái ánh kim á, này màu này là cái màu gọi là VIP nhất luôn rồi, đem cho các chị coi. Nó lấp lánh, nó ở ngoài là nhìn nó lung linh dữ lắm. Mà trên live, lúc nào trên live với cái đầm này nó cũng không có được lung linh như ở ngoài. Chứ thực tế nhận hàng là đẹp hơn ở trên live của em nhiều. Dạ khách mới em vẫn sale á chị Như Ngọc ơi. Khách mới lần đầu tiên mua hàng vẫn chốt được đầm này 369k cho em. Chỉ cần mình đặt đúng mã nha, 1603 kèm số điện thoại, đơn giản ha. Và điều kiện săn sale ngày hôm nay đó chính là 3 lần chia sẻ, vài giây tương tác thôi là có váy đẹp rồi. 1603 kèm số giúp em, nhanh tay mấy chị. Ở ngoài shop em bán cái này là 590 á, qua trực tiếp cửa hàng em đang bán là 590 cho mỗi đầm dạ hội này nha. Mà 590 là cũng đã thấy rẻ rồi chứ thị trường ha, đồ trung niên kiểu như em mặc đây nha, không có nói giống y chang mà là kiểu kiểu trung niên đi tiệc thôi á, thì cũng phải 700-800, 1 triệu hơn cho những cái đầm ánh kim đẹp như này. Mà nhà em lấy giá có 369 à,
Rẻ đúng không? Rẻ để mua trải nghiệm ha. Quá hời luôn á. Rồi chốt đơn 1603 kèm số giúp em nha. Cơ hội ngàn năm có một. Dạ hội 590 mà ngày hôm nay giảm chỉ có 369 ngàn ở trên like. Full size cho mình lựa chọn. Cái quan trọng là chị nào cũng có thể mang được mẫu này luôn. Không sợ là kén da, không sợ kén dáng. 40 cho tới 70 cân ha. Nhanh tay có đơn giúp em được kiểm hàng trước thanh toán. 70 cân quay đầu và eo dưới 90 là cái chị mang đẹp. Ngọc trai nữa nè mấy chị ơi, chốt liền đi. Cái này suy nghĩ là hết hàng. Em về số lượng rất là ít. Chốt 1603 kèm số điện thoại cho em ạ. Vấn đề của em mà cái chiêu vẫn đi tiền là quá sang chảnh luôn. Với tông nền đen là không lo lỗi thời nè, hôm nay sale nha. Chiêu nào ưng ý thì em giảm luôn, mẫu này là 369k. Thay vì qua shop mua hơn 500, hôm nay ở nhà xem live giá khá tốt luôn ạ. Có 369 mà em nói cái đồng chất lượng khỏi bàn luôn. Vải đẹp nè, phao nè, lên gọn dáng cho em ha. Mẫu này của em may một lớp như cái chị yêu coi nha. Nó không có bị gọi là vải nó quá mềm, nó bị rũ đó mấy chị. Em này là nó dạng vải xốp phồng. Đây, một lớp nè, không bị mỏng quá nha, lên form đứng form xè phòng rất là đẹp luôn. Ưng ý màu em mang chút 1580 kèm số điện thoại, em về một màu thôi. Màu đen nha, màu này mấy chị yên tâm cho em, không có kén da, không có kén dáng, không kén tuổi luôn. Nói chung là ai mang cũng được cho em, quan trọng là thích cái kiểu này hay không thôi. Và 369 ngàn ở trên like đây chị Mỹ Phạm ơi, còn ngoài like không có giảm giá. Vô tình chị nào mà xem được bài like này của em, chốt liền mấy chị, hàng gấm cao cấp nha, gấm xốp ạ. Cái hoa của nó sẽ sấp nổi với trên mặt vải nha. Mà nhìn kỹ các chị thấy là cái vải nó có nhũ ánh ánh nữa nè. Đây, nó có nhũ, mấy chị nhìn nó lấp lấp, nó lấp lánh, nó nhìn rất là đẹp ha. Cái vai kiểu nhũ phồng như này nha. Đó, trên live không biết mấy chị thấy rõ không, chứ ở ngoài xinh cực kỳ luôn. Bắp tay to không sợ chợt luôn. Rồi 369 đó chị Cherry ơi, mình nhớ là đặt trên live cho em. Mã kèm số điện thoại nha. Ví dụ như là thích cái đầm gấm em mang đúng không? Rồi chốt đơn 1580 kèm số điện thoại cho em. Form sẽ là form xòe nha. Mẫu này không lo lộ dáng. Xòe bò xòe bồng cho em luôn. Che bụng tốt nè. Rồi 1m6 em mặc đây là chân váy sẽ dài là qua gối ha. Có kèm hai túi tiện lợi đó. Chốt đơn cho em nha. Mã này sẽ là 1580 kèm số điện thoại. Em chào chị Phạm Hằng. Mẫu mang có size không em? Có chị. Em đầm gấm này là nằm trong bộ sưu tập mới về của nhà em, cho nên ngày hôm nay cái chị yêu đặt đơn nè, vừa có đủ size nè, vừa có giá tốt nữa. 550 tại shop mà trên like chỉ có 369 thôi. Trừ thử giúp em coi tiết kiệm bao nhiêu tiền. Mà mặc bằng chung bây giờ đồ trung niên nha, không có giá đầu ba đâu mấy chị, 700-800 không à. Em sale là nửa giá hoặc 1/3 giá người ta bán thôi. Dạ màu đen nha chị, đen đen anh, đen trơn á, nhưng ở trên đầm nó có hoa văn nó xếp nổi phía trên nè, đẹp lắm. Cái vải này chị nào mà chưa có nha, hôm nay mình mua trải nghiệm đi, mê luôn á. Thật nhiều khách kêu em về thêm cái kiểu này, à cái chất này nè, mà chưa có vải đó mấy chị ơi. Ai chưa có này đặt thử nha. Có đủ size chị Trịnh Quỳnh ơi, 1580 kèm số giúp em đi. Em có 4 size lận mà, 40-65 cân. Em này mình cứ đặt như là size chuẩn bình thường hay mua là sẽ đẹp nha. Rồi eo 85-86 bay đầu cho em nè, sau lưng khóa kéo. Lên đơn 1580 kèm số điện thoại. Mẫu này đi tiệc nha, đi tiệc sang. Đợt này của em đi chơi, đi tiệc là xuất sắc luôn. Có túi cho em tiện lợi nha. 2XL eo bao nhiêu em? Dạ cỡ tầm eo 85-86 vẫn được nha. Nè eo của nó nè, eo 85-86 quay đầu cho em là ok đó. Đặt mã kèm số giúp em ha. Ok chị Mai Vũ nè, rồi có size của chị đặt mã giúp em đi. Số đo của chị thì em thấy là mặc được đó, nhưng mà chưa có mã số là chưa có lên đơn được nha. Tại shop là 550 và trên line này em sale luôn nguyên một cái đầm đi tiệc vải. Chất lượng em này sẽ là hàng gọi là cao cấp luôn á nha mấy chị ơi. Chất liệu của nó là vải gấm xốp thị trường rất là hiếm nha, rất là hiếm gặp cái chất này, mà nếu có thì cũng không bao giờ có đầu ba nha em bán luôn. 369 ngàn cho chị Võ My ạ. 1580 kèm số điện thoại nè, form nó như này ha. 1m6 em mặc là sẽ qua gối nha, em cao 1m60 nè, cái chân váy nó sẽ phủ gối của em ha, không bị ngắn. 40-65 cân vừa đẹp cho em. Lên đơn 1580 kèm số điện thoại. Trời ơi chất đẹp, form đẹp mấy chị ơi, đặt thử đi, không làm cái chị thất vọng đâu. Em hỗ trợ cho mình xem trước thanh toán, không đẹp là không lấy tiền, nên là cái chị cứ yên tâm nha. Lên đơn 1580 kèm số giúp em là được ha.
Đầm sơ mi em mặc đây cái dáng dài maxi luôn chị ơi, đẹp chưa? Xuất sắc ha, form đẹp chất đẹp. Và ngày hôm nay chị khách hàng mua trên line giá về tay chỉ có 369 ngàn thôi cả nhà. Ở đâu một cái đầm dài hai lớp chất liệu mát như em đang mặc đây mà 369 không? Bao giá toàn thị trường luôn. Rồi mẫu này cái chiêu mặc cho em là đi chơi nè, đi tiệc cũng đẹp và đi du lịch chụp hình cũng rất là xinh ha. Form đầm dài nha, chốt mã giúp em chị, đừng đặt là váy màu đang mang. Mình chốt giúp em cái mã số là 1563 và kèm cho em cái số điện thoại nha. Form váy này sẽ là form dài. Em cao 1m60, cái chị yêu thấy không? Nó sẽ dài là tới cổ chân của em luôn. Rồi, đầm này hai lớp chị ơi. Thường á, những cái chất liệu như là von nè, ren hoặc là chiếc phông thì nhà em đều làm cho mình hai lớp, không có sợ mỏng nha. Rồi, em mặc họa tiết chấm bi ha. Em này chất liệu của nó sẽ là von, rất là mềm nhẹ luôn đi các chị yêu coi cho em nè. Siêu mát luôn, dễ tin à, hai lớp dáng dài nhưng mà mặc lên nhẹ nhàng dữ lắm. 369 ngàn thôi chị Thu Trần, thật sự là cái giá rất là tốt luôn á. So với lại là mặt bằng chung bây giờ thị trường các chị mình đi, nếu mà mua nhiều là các chị biết đi tham khảo giá một vòng đi. 369k là chưa đủ tiền vải để may thành cái đầm dài như này đâu. Bây giờ áo sơ mi thôi cũng đã vài trăm. Em mặc nguyên một cái đầm nè mấy chị coi nè, form dài đẹp không? Đó, 369 ngàn đồng nha, một màu duy nhất chị ha. 1563 em chốt cho chị Nguyễn Trinh nè, một cái size M cho chị Huỳnh Thảo. Hôm nay có 4 size chị, ngày hôm nay mình đặt sớm em sẽ có 4 size cho mình lựa chọn luôn. Tuy nhiên mỗi size chỉ có vài chục đơn thôi, nhất là size lớn nha, size mà tầm 60-65 cân đó, em còn ít lắm luôn á. Chốt 1563 chị ơi, đặt mã giúp em nè. 369 ngàn duy nhất trên bài like này. Kết thúc like về giá cũ. Cũng là đầm em mang đây, nhưng mà mua tại shop nè, hoặc là cái chị mình mua trên một cái live stream khác của em, giá sẽ hơn 500. Còn hiện tại bây giờ mình đặt luôn thì sao? 369 ngàn rồi mấy chị, cũng có đầm đẹp bận rồi. Ai là khách mới hôm nay mình mua thử trải nghiệm đi, chắc chắn sẽ không làm cái chị yêu của em thất vọng ha. 1563 cổ nè, cổ sơ mi cho em ha, cổ sơ mi tay lỡ. Rồi em đứng xa mình coi nha, đây sẽ là nguyên cái form đầm luôn, dáng dài thước tha cho mình, sau lưng sẽ là khóa ẩn nha. Lên đơn 1563 và kèm cho em cái số điện thoại nha. Sau khi mà em thấy cái đơn hàng của mình đúng không, nhân viên sẽ alo tư vấn nè, chọn size, sau đó là sẽ giao hàng đến tận nơi. Chúc chị Kiều Phương 1563 L72 size nào em, size L đi chị cho thoải mái. Đầm này L72 75 mình đặt cho em size L là thoải mái luôn. Đó, còn L dưới 70 thì size M cho em ha. L70 quay đầu thì trước giúp em là size M nha, hàng đẹp chuẩn mẫu. Livestream như nào khách nhận cho em giống như vậy nha, 100% chuẩn mẫu luôn. Cổ sơ mi sang trọng hai mấy chị, đầm này là vừa đẹp mà lại còn lịch sự kín đáo nữa. Mình vẫn đi đâu cũng hợp cho em. Những cái thiết kế mà sơ mi các chị mang đi đâu cũng được cho em, đi chơi, đi làm, đi tiệc đều đẹp. Form là form dài, nếu mà chị nào thích mặc dài mình để nguyên cho em ha. Còn ai thích ngắn hơn thì về nhà lên like giúp shop cũng không lo mất form đầm. Chúc cho chị Việt mẫu đầm em mặc ạ. 1563 chị Ánh Minh ơi, đừng đặt sơ mi em mang nha, tại vì không riêng cái này sơ mi đâu, em còn rất nhiều sơ mi khác. Chị nào thích sơ mi bi dáng dài chất liệu von nè, hai lớp nha, hai lớp cho em và form maxi này thì nhớ chốt đúng mã là 1563 kèm số điện thoại. Riêng bài like này em sale cho mình có 369 à, rẻ hơn là mua tại shop. Bây giờ qua shop là hơn 500, ở nhà coi livestream của em 369 ngàn đồng. Đây, dáng dài cho em ha, mỗi này đi chơi xinh lắm luôn á. Chất mềm, mặt mát nè, vải ít bị nhăn nhầu. Lên đơn 1563 và kèm số điện thoại cho em. Thường thì khoảng tầm 2-4 ngày ngay sau khi mà các chị mình lên đơn ở trên live ha, thì 2-4 ngày sau sẽ nhận được đơn. Và ngày hôm nay tổng đơn 600k được miễn ship. Em này số lượng rất là ít nên phải nhanh tay nha. 1563 kèm số điện thoại cho em ạ. Mặt đây trời, siêu phẩm này không thể bỏ lỡ nha mấy chị. Cái form của nó nè, xè dài 3 tầng cho em luôn, dáng nào bận cũng đẹp nha. Yên tâm đấy chị ơi, chị nào tròn người có bụng càng nên chọn xè nè. Đây em đứng một, em xe một vòng cái chị coi nha, xuất sắc không mấy chị. Rồi giá tiền hôm nay chị 239k cho chị nào xem được buổi livestream này của em, từ 40-65 kênh đó chị Truyền ơi. Thật sự mà nói luôn thì 239 ngàn không thể nào mua được cái đầm giống như em đang mặc đây ở một cái chỗ nào khác được. Tại vì sao? Thứ
nhất là đầm đẹp bên em thiết kế, tem bạc nhãn mác đầy đủ cho các chị luôn, đó là không có lo đụng hàng. Cái thứ hai nữa là để mà may một cái đầm von xòe dài rộng như em ha, 200 mấy là không có lời với chị, hôm nay là em chấp nhận giao lộ vốn luôn. Rồi chốt đơn giúp em ạ, số 1578 kèm số điện thoại nha, nhanh tay tỏ đơn chậm tay hết. Em về 4 size mẫu đầm này, tuy nhiên thì số lượng cũng không còn nhiều đâu, hôm nay em thấy mỗi size cũng chỉ đâu đó là vài chục đơn đó. Vô tình chị đã xem được livestream đặt liền với chị chấm bi mặc dễ trung dễ thương không lỗi thời luôn. Đây tay của nó các chị thấy nha, không có lót phần tay, nhúng phồng vai áo cho em nè, còn bên trong thân đầm là đứt lót toàn bộ không lo mỏng ha. 239.000 chút cho chị mỹ lệ luôn ạ. Có sai không em? Có chứ chị. Cái đầm này nha, mẫu em mang á là nằm trong bộ sưu tập mới nhất của mùa này luôn, của đợt này luôn, không phải là nó lẻ sai, nó còn ít mà em sale đâu, hàng này là hàng mới, size nào cũng có hết á. Chị đo cho em đi, cân nặng chiều cao số đo 3 vòng đi, rồi em chọn cho mình cái size phù hợp ha, miễn sao dưới 65 cân là mặc đẹp cho em nha. 239.000 chúc chị Lily Nguyễn ạ. Lên đơn 1578 kèm số điện thoại nha mấy chị ơi, chốt đơn liền. Giá này mà còn không mua là không có lần thứ hai đâu mấy chị ơi. Hôm nay là sale tri ân nha. Đây form nè, trước đẹp sau cũng đẹp luôn. Trời ơi, thấy em xay cái váy nó xè phồng không? Em này là bao nhiêu tiền vải rồi? Hôm nay 239.000 là em may thành phẩm luôn rồi. Giá này là giá tương tác thôi. Vô tình chị nào xem được bài like này của em là chúc mừng cái chị mua được giá rẻ nha. 239k chỉ chốt ở trên like, ngoài like em không giảm giá. Chị nào qua trực tiếp shop hoặc là mua trên một cái like khác thì vẫn sẽ hơn 400. Còn bây giờ mua luôn, em sale cho mình là 239.000. Size L có không em? Có chị, ML XL 2X luôn, là riêng cái like này thôi nha. Còn mà để thêm ngày mai, ngày mốt, lúc đó các chị hỏi lại thì chưa chắc đã còn đủ size. Riêng ngày hôm nay là vừa có đủ size mà lại được giá rẻ nữa, có 239.000. Ngọc mình thấy zip ly không mấy chị ơi, coi nè. Do cái đầm này nó màu đen ha, nên là em sợ mình không có nhìn kỹ được từng cái chi tiết điểm nhấn ở trên đầm á, chứ thực tế nhận hàng nó còn đẹp hơn ở trên like nhiều. Cổ áo cho em nè, độ sâu vừa phải không quá hở đó. Eo nè, eo cao ha, 3 tầng luôn, và nó có nhúng nhúng nhẹ cái ly ở đây nè. Xinh lắm mấy chị ơi, màu này mặc gọn dáng cho em nha. Rồi bầu bí bon chen được cho em luôn, tại vì sao nè, sẽ rất là rộng. Mấy chị bầu bí bon chen được nhưng mà chọn cái size lớn nhất cho em đi ha. Rồi 239.000 lên đây cho chị Minh Hiếu. Đầm này đẹp chị mới nhận hàng, em cảm ơn chị Nguyễn Ngọc luôn. Đó, khách em đã nhận và đã cho review rồi. Ở đây chị nào khách mới mà chưa từng mua váy nhà em, hoặc là những chị nào mà đang thích váy dài nè, váy che khuyết điểm nè, giá ok rẻ, lấy ngay cho em cái mẫu này luôn ha. Đầm này không chốt là tiếc nha, em cũng đã có một cái rồi. Thật sự là đồ trung niên nhưng mà cái này xinh quá nên là em cũng lấy một cái về bận luôn. 239.000 cho chị Ngọc Liên ha. Kiểu này em thấy nó không có dừa tuổi đâu mấy chị, yên tâm đi, trẻ mà vẫn đẹp. Chốt đơn 1578 kèm số điện thoại, ai mua trên like em sale giá là 239. Còn chị nào mua ngoài like này thì mức giá đầm này nó phải hơn 400 nha. Hơn 400k đang bán tại shop livestream của em sale chị 239.000 đồng thôi. Lên đơn mã kèm số giúp em nha, 1578 kèm trên cái số điện thoại nè. Xinh quá mấy chị ơi, form nó dài lắm luôn á, mét 6 nè. Em mặc là gần tới cổ chân nha, mà xe rộng chưa, đúp đó không mỏng chị ơi, yên tâm, hai lớp may kỹ cho mình từng đường kim mỗi chỉ luôn. Ai nhanh tay em chốt cho mình là 239k nha. Tiền của nhà em đây, hiện tại đang có đủ size cho mình lựa chọn luôn. Trời ơi, chị nào mà thích những cái em váy mà có hoa thêu á, lấy cái này mấy chị ơi, chắc chắn là không làm mình thất vọng luôn ha. Rồi có đủ size cho mình nè, em chào chị Ngọc Vy ạ. ML, XL và 2X luôn. Em này size từ 40 tới 65 các chị có đặt hàng nha. Hoa thêu của nó là hoa thêu màu đỏ nha mấy chị, yêu xuất sắc không? Ai lấy mẫu em mang chốt đơn mã số là 1588 và kèm cho em cái số điện thoại nha cả nhà, 1588 ha. Hello chị Phùng Loan ạ. Size L em 74 chị, mà cái này của em cái chất nó có co giãn nhẹ nhẹ nữa nha. Đó, mẫu này có thể tầm size L em 75 76 vẫn được cho em luôn. Rồi lên đơn cho em mã này là 1588 nha chị Nguyễn Vy ơi. Có chị mình được kiểm tra hàng luôn ha. Giao đến tận nơi hỗ trợ xem hàng trước thanh toán nha cả nhà. Ai lấy mẫu này mình lên đơn sớm giúp em ha. 1588 chúc cho chị Hồng Ngọc nè. 58 cân được không em? Quá đẹp luôn chị ơi, dưới 65 cân cho em mình cứ chốt nha. Giao hàng đến tận nơi hỗ trợ cho mình là xem trước thanh toán này sai lầm. Em
mặc trên người là full size cho các chị mình lựa chọn luôn ha. Chỗ cái hoa hoa này hoa theo nổi nha. Các chị coi cho em là cái hoa nè, nó nổi phía trên, thấy cái cánh hoa không? Đó, mà em này phải nói là bao xịn luôn, nó xịn từ phong tới chất nha, chứ không phải là nhìn nó đẹp không đâu mấy chị, mặc lên cũng rất là êm, phải mát nữa. Có túi nè, L77 lấy XL cho em chị Thảo ơi. 1588 kèm số điện thoại. Cái màu này là không có lo kén dáng mọn đâu. Mình tròn người, ốm người, đầm em mang đều có size cho các chị yêu ha. Đây, size một vòng các chị yêu coi dáng nè. Đẹp chưa? Trời ơi, chốt liền em này đi. Có 369.000 đồng cho một em đầm trung niên cao cấp. Vải đẹp, dày dặn cho em nhưng mà chất mát, mặc lên mát chứ không bị nóng. Rồi hoa này hoa thêu là mình không có sợ nó bị rớt nè. Thường mấy chị sợ là hoa đính keo thì mặc nó bị rớt ha. Còn này em thêu chỉ luôn. Thêu chỉ luôn mấy chị ơi, mặc bền cho em nha. Ok chị Ngọc Ngân có đơn nè, chị và Minh Anh chốt 1588 và kèm số điện thoại giúp em nha. Form nè, dài. Em cao 1m60 thì các chị yêu thấy cái độ dài váy nè. Qua bắp chân rồi, không có ngắn đâu. Dài tầm này chị nào mang cũng hợp. Nếu mà thích dài như em bận thì mình để nguyên nè. Em cao 1m60 ha. Rồi còn ai thích ngắn hơn thì về nhà lên like giúp shop nha. Chốt size M cho chị Nguyễn Hằng luôn ạ. 1588 lên đơn cho chị Phụng Nguyễn nha. Đó, mấy chị khách nào mà lên đơn hôm nay là chúc mừng với chị có giá sale rẻ. Tại shop là 550.000 đồng. Ngay tại cửa hàng em vẫn bán giá đó. Nhưng mà hôm nay thì sao ạ? Trên buổi live stream này luôn, em sale cho mình siêu phẩm mới ra mắt của mùa này nha, đầm hoa thêu đi tiệc chỉ có 369.000 thôi cả nhà ơi. Chị nào khách mới mình có thể mua thử trải nghiệm cho em coi form coi chất nó như thế nào ha. Ok chị Hà My em thấy nè, được chị ơi, em giao hàng toàn quốc mà, một đầm vẫn giao. Nếu chị nào thích cái váy này của em ha, mình cứ đặt trên line đi, em giao đến tận nơi cho các chị mình luôn. Mã kèm số giúp em nha. Chúc chị Hương Giang nè, đầm đẹp của em, chợ đẹp mà chị, chốt liền một cái này đi, chắc chắn nhận hàng là không làm cái chị thất vọng. Lên đơn 1588 và kèm số điện thoại ngay cho em trong buổi live này luôn. Bên ngoài em bán sẽ hơn 500, nhưng mà vô tình các chị xem like nè, có 369 nè. Giá rẻ như vậy thì không mua chờ chi nữa mấy chị. Hoa là hoa thêu ha, chất liệu dày dặn cho em, có độ co giãn nhẹ nhẹ. Rồi có túi nha. Lên đơn 1588 cho chị Quỳnh Chi nè. Rồi chị Mỹ Duyên có đơn. Size 2X mẫu này của em eo khoảng tầm 85 quay đầu. Eo 84-85 quay đầu mang đẹp. Mẫu này đi tiệc sang lắm. Các chị trung niên mình đang tìm mua váy gọi là mua mặc hay mua tặng ha, thì đều có thể là mình tham khảo cái váy này đi. Chắc chắn với các chị luôn, trung niên mặc là hợp là đẹp hết nha. Mẫu này trung niên là quá sang luôn. Rồi 369.000 duy nhất ở trên line này của em thôi. Ai nhanh tay có đơn, chị nào chậm tay là hết ạ. Một màu duy nhất không có màu khác nha cả nhà. Chốt đơn 1588 kèm số giúp em ha.